xin chào mọi người ở lại. Tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người. Tôi ra đi lìa xa trần thế. Xin chào mọi người ở lại. Bao nhiêu năm chung ước đường chân, giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Chúa tha lỗi lầm. Giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Ngài thương cứu rỗi. Đường đời đau thương để lại tơ vương biết bao lỗi lầm. Mong giờ phút này bên Chúa từng ngày hạnh phúc tràn đầy. Xin chào mọi người ở lại. Tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người. Tôi ra đi lìa xa trần thế. Xin chào mọi người ở lại. Bao nhiêu năm chung bước đường chân, cuộc đời mong manh giữa bầu trời xanh, xác thân phận hèn, thân con yêu đuối. Một đời gian nan, từng ngày lầm than, gặp bao sóng gió. Giờ này ra đi, lại Ngài quên đi biết bao tội đời. Cho vào nước trời bên Chúa tuyệt vời, hạnh phúc đời đời. Tình yêu Ngài đã muốn cứu thế giới khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã hiến chính thân mình cho trần gian. Để tình chúng ta yêu nhau sống vui an bình. Chúa là tình yêu, Ngài đã muốn cứu thế gian khỏi chốn lưu đày. Chúa để ta sống bình an. Con trong ngày rất thất trời xin chớ chê chớ bận lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thương đức nữ đồng trinh hiền đức sáng lan. Lạy đức thánh trai tiền Chúa Giêsu, lạy trai tiền cực thánh cực tịnh đức thánh đức bà Maria, lạy ông thánh Giuse là bản thánh sắc đức bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy ông thánh Tô Ma Tông Đồ, bà thánh Catarina, lạy các thánh tử đạo Việt Nam, sư Catarina qua chốn đau sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay gặp tấm lửa hồng lung nô vô cùng đớn đau. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin mời đội bế quan.
trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó. Vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Bi xót thương muôn vàn, phận bầy tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để chọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Thank you.
trong hội đồng giáo sư Phạm Hưng, ban điều hành giáo hội Tô Nga và giáo hội UB, hội các bạn bè, thế số mạng nhé, gia đình Phật tử an tâm, thần linh trưởng yêu đi với thể, ban lễ sinh, các bạn bè nói chung và quý bạn trẻ. Trong niềm tin cậy nơi Đức Kitô phục sinh, chúng ta cử hành lễ an táng cho cụ bà Maria Trần Thị Thung là hội viên các đoàn thể công giáo, là phu nhân của ông Nguyễn Sùng mất năm 2007, là thân mẫu của ông Nguyễn Văn Mạnh, phó chủ tịch hội hội đồng giáo sứ Hòa Hương được tập hội nào trưởng Puria cũng họ hai của Jesus Maria Hạt Phú Thọ là thân mẫu của ông Nguyễn Văn Hòa trưởng khu Philippe là thành viên thân mẫu của ông Ngô Nguyễn Thế Hùng là thủ quỹ của đồng giáo sứ Thánh Siêu Võ Gốc ông phố thân phụ của cha Nguyễn Quốc Bảo trong Đức Bức Cô. Bà cụ Maria đi về với Chúa vào lúc 11 giờ đêm thứ ba 6 tháng 6 hưởng thọ 94 tuổi trong sự tiếc thương không những của họ Trần Nguyên mà còn biết bao nhiêu thương. Xin Thiên Chúa dầu lòng thương xót cho cụ bà Maria của Quỳnh Phúc. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu an được tan ra. Xin cộng đoàn của Quý Cổ Nguyên đang dân lễ chúng ta nhìn nhận ăn năn sám hối mọi tội. Xin Chúa thương ta. Tôi thú nhận hồn Thiên Chúa toàn năng và cùng thánh chị em, tôi đã oan tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm và những điều thiếu sót.
và chết sức khôn ngoan. Người công chính dù có chết sớm cũng được an nghỉ, tuổi già đang đứng chọn, không phải vì sống lâu cũng không phải vì nhiều tuổi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người thay cho đồng bạc và đời sống trong sạch thay thế cho tuổi già. Người là đèn lòng Chúa được Chúa yêu mến và vì sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Chúa đưa đi. Người ấy được gấp đi kẻ sự gia tài làm hư hỏng chi phôi, hoặc sự dối trá được bệnh tâm hồn vì sự quyến rũ của thú vui phụ vị che một điều thuyền và cơn lốc dục vọng làm đi đảo tâm hồn chính trực. Người đi đến mức hoàn thiện trong thời gian ngắn, khác nào đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa, nên Chúa bỏ đưa người ấy ra khỏi chỗ gian tà. Dân chúng nhìn thấy mà không hiểu, cũng chẳng nghĩ ra. Chúa ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn và vì thân các thánh của Ngài. Đó là lời Chúa.
cho anh. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật thầy nói các con, nếu hàng đốn hiểu được xuống đất mà không chết đi thì chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu mà chết đi thì đã xin nhiều vô hạn. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự thầy hay theo thầy và thầy ở đâu thì những người phụng sự thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự thầy, cha sẽ tôn vinh người ấy. Bây giờ tâm hồn thầy sao sợ biết nói gì? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin hãy tôn vinh danh cha. Lúc đó từ trời có tiếng phán rằng: ta đã tôn vinh danh ta và ta còn tôn vinh danh ta nữa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi ngon, lời Chúa. Kính thưa quý tăng quyến, quý ông bà và anh chị em, ngoài đời người ta hay chọn ngày mà hên xui chẳng biết, còn chính Thiên Chúa chọn ngày cho cụ bà Catalina thì cũng thật là hên. Cụ bà mình chung vào ngày 16 tháng 6 giữa tháng Thánh Tân, và an táng hôm nay 19 tháng 6 đúng là ngày lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu, và cũng là ngày thứ 6 kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Thật là ý nghĩa nhiệm màu để cụ bà đắm mình trong tình thương của Chúa. Hôm nay còn là ngày kỷ niệm 30 năm tuyên thánh 117 vị thử đạo tại Việt Nam. Thật là thích hợp để cầu xin lúc cuối lễ, xin các thiên thần dẫn đưa Catalina vào thiên đàng. Khi tới nơi, xin các thánh thử đạo đón tiếp và đưa Catalina vào thành thánh Jerusalem. Không còn gì là ý nghĩa hơn đối với cụ bà Catalina hôm nay. Cụ bà cũng chút thương đặc biệt với lời trưởng thọ 94 tuổi, như cây cao bóng cả đã trần che nắng mưa cho con cháu đông đảo. Nay cây đang đại thụ hay là cổ thụ đã ngã xuống, không phải như mấy cây đổ xuống cây chết người, mà cây đại thụ này ngã xuống một cách êm đềm để đem sự sống mới cho dòng tộc, ngã xuống để con cháu được đứng dậy trong ánh sáng mặt trời. Nói đến cây thì nhớ đến lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Matthêu: cây mà tốt thì quả tốt, mà cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây. Cây tốt thì ai cũng biết rồi. Cụ bà Catalina là một người đạo hành thường xuyên đi lễ
được bảy người con đều là những người tốt lành và các con cháu cũng là đức hạnh khuyến khích con cháu tham gia việc chung, nào là hội đồng của giáo sư, nào là các cụ đoàn đều khắp, nào là ơn gọi mấy quả con hào hàng là cháu nội nguyện quốc bảo truyền giáo là nước Paraguay, miền Nam nước Mỹ, nước Việt Nam. Xem quả thì biết cây, với nhiều quả đều là quả ngon thơm hàng. Như ông Nguyễn Văn Mạnh, phó bản đồng đốc sứ, ông Nguyễn Văn Hòa, chuẩn phu đi phê, ông Tô Nguyễn Thế Hồ, quý hội đồng giáo sứ thành phố Sài Gòn. Ngoài ra, các con cái cháu chắc đều là những hạt giống tốt được ươm trồng trong các đoàn thể, trong các giáo sứ Việt Nam cũng như là hải ngoại. Gia đình họ Nguyễn Trần có tất cả 47 thành viên như sau: 7 người con, trong đó là 5 trai và 2 gái, cùng với con dâu và con rể, 12 cháu nội với 3 chất nội, 11 cháu ngoại với 7 chất ngoại, và một đại gia đình hạnh phúc. Như vậy, bà Carolina xứng đáng được sách Khôn Ngoan khen ngợi rằng là tuổi già đáng kính trọng vì sống đạo đức tươi sáng, nay được sang lan trước tôn nhan. Thánh Phaolô từng nói: sống khi tôi chết là một mối lời. Thế rồi Thánh Gioan xác nhận trong sách Khải Huyền: chết trong tay Chúa được thể hiện việc lành phúc đức theo bên suốt đời. Thật là một cái chết có ý nghĩa, như hạt lúa chết đi có đi để sinh nhiều bông hạt. Điều đó cũng thích hợp với cách nói một người Việt Nam che giả măng mỏng. Chân này không những là đại gia mà còn chất rễ chết lùi nữa, mà chết trong thanh bình. Nhưng mà măng có chịu mỏng không, hay là có muốn mọc không? Về mặt thiên nhiên cũng đủ như thế. Mong rằng sẽ có nhiều người, không những trong sòng họ mà trong cộng đoàn dân Chúa, biết được thế chân của bà Catalina để vươn lên làm việc trong vườn nho của Chúa, vươn lên làm tông đồ giáo dân, làm chứng nhân cho tình thương của Chúa. Chúng ta không cần khiêu nại Chúa với sự ra đi bình an của bà Catalina, vì cũng đã quá tuổi tuần. Trái lại, gia đình phải cảm tạ Chúa đã ban cho dòng họ một người bà, người mẹ thật tuyệt vời. Amen.
của bà Catalina thần thị thôn trong ngày an táng hôm nay. Chúng con dâng lên Chúa lễ đền tội này, để nếu tôi tới Chúa còn vết như tội lỗi nào hay tính thứ như lỗi nào còn bị vết, thì xin Chúa lấy lòng từ ái tẩy xóa thứ tha chúng con, cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc gần khi tôi chúng con cho đại chúng đang phải đạo đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người, sự sống lành của kẻ đã chết. Nhiều người đạo binh các thiên thần thật lại quy định Chúa muôn đời hoàn cho tôn nhân. Xin các chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tôn hô rằng: Chúng ta sẽ quyền làm lạy cha chúng con.
luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi để đi vào hồng phúc của ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Cho các con, để ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến tin mộ Thánh Chúa. Xin đói các lần ban cho những đường bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển thị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.
Ngài xin Chúa cho tôi với Chúa là của bà Katarina Trần Thị Thung hôm nay đã thể gọi đến. Khi đã được thanh tẩy nhờ hy lễ này và được giải thoát khỏi tội lỗi, sẽ được hưởng niềm hoan lạc phục sinh muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời cha chủ tế và cộng đoàn an toàn. Đại diện nhà hiếu có lời cảm ơn. Cha Phó, cha Linh Giám Puria, cha Thủy, cha Lợi, quý cha và quý sơ. Kính thưa ban thường vụ hội đồng giáo xứ, ban điều hành các cô, quý đoàn thể, các bà mẹ công giáo, Leo Maria, gia đình Phật Tà Thánh Tâm, con Đức Mẹ, thiếu nhi Thánh Thể, ban lễ sinh, Petalica, thiện nguyện, sạch đẹp, lòng Chúa thương xót, tổng giáo phận Sài Gòn, giáo xứ Chồng Ba Nam Mê, ban hát cộng đồng, ca đoàn khối A, khối B, quý công ty, quý ban ngành chính quyền các cấp, quý thân bằng quyến thuộc và con đội ngoại gần xa, quý thông gia, đội mai táng phúc công thọ, cha chánh xứ và ban thường vụ, giáo khu Đoàn Bảo Thi Sĩ Ta và các đoàn thể giáo xứ Thánh Du Xe Bỏ Bắc. Sau một buổi chiều mưa tầm tá lúc 23 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2020, mẹ con đã ra đi không bao giờ trở lại. Cây đại thụ họ Trần đã ngã đổ, chúng con đã mất mẹ. Những nước mưa của cả bố mẹ chúng con đã tàn biệt, được chết tại Hòa Hưng trong vòng tay yêu thương của cha sở, đã quan tâm yêu ái gia đình con rất nhiều. Chúng con xin cảm tạ và tri ân cha. Trong lúc đau buồn, quý cha, quý sơ và quý vị đã dành cho gia đình chúng con một món quà quý giá, đó là những tấm lòng đồng cảm, chia sẻ, động viên trong lời cầu nguyện và chia buồn. Chúng con xin hết lòng cảm tạ và tri ân. Trong lúc tham gia bối rối, có điều chi sơ sót, xin quý cha và quý vị nhiệt tình tha thứ. Tại nhà chúng con xin cúi đầu mãi thành. Anh chị em thân mến, trước lúc chia tay, chúng ta cùng nhau chào người thân của chúng ta là cụ bà Katarina Trần Thị Thung. Chớ chi lời từ biệt mà chúng ta nói lên lần cuối nơi đây, diễn tả được lòng yêu mến, xoa dịu được nỗi đau buồn và tăng thêm niềm cậy trông của chúng ta. Vì chân, con ngày chúng ta sẽ vui mừng gặp lại cụ bà Katarina trong thành Tân Lập, nơi mà tình yêu của Chúa Kitô đấng chiến thắng mọi sự sẽ vĩnh viễn và thắng chính sự chết. Thank you.
nghìn thôn, để tôi nước Chúa đã chết đời này thì được sống cho Chúa. Xin Chúa lấy lòng từ ái xót thương tẩy xóa các tội. Tôi nước Chúa đã phạm vì thân phận nhân loại yếu hèn. Chúa con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
ngày xa từ xuôi tay ngắm trăng cát bụi mờ nghe xôn xao trời trời ru êm ai tin Chúa nhân từ chào đón mọi con sự sống không mãn nhưng chỉ đổi thay đã qua bao ngày tròn một tiếng này dù sống hay chết trời xin chưa kể chưa bao lời chúng con nguyện trong cơn gian nào thiếu thốn nơi nơi đồng chiến hiện mình sang lang ngày xưa chúng con đã phải sự chữa lành em bày ra thân trái tim Đức Chúa Giêsu đường xa chúng con đã tan đi nàng bày trái tim cửa thân cửa quân ra thân được bà Maria đầu cho linh hồn trái tari nàng bày ông thân yêu xe là ban thân sát Đức bà Maria cho đời đồng chiến đầu cho linh hồn trái Mời ông thân Tô Ma cầu cho linh hồn Catarina. Mời bà thân Catarina cầu cho linh hồn Catarina. Mời các thân từ Đạo Việt Nam cầu cho linh hồn Catarina. Xin Chúa yêu chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non lỗi lầm
dịu đời con. Vì Chúa thương con nên Ngài tạo thắng, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về.